Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện hoạt động nhận ủy thác ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 2017-2022. Đến cuối tháng 4 năm 2022, tổng dư nợ ủy thác qua Hội Cựu chiến binh thành phố đạt gần 313 tỷ 300 triệu đồng, tăng bình quân 17,15% một năm. Nợ quá hạn hiện chỉ còn 0,16%, giảm 0,11% so với năm 2016. Số dư tiền gửi tiết kiệm đạt gần 30 tỷ 400 triệu đồng, tăng gấp 3,48 lần so với năm 2016. Nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội hàng năm đã giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động tại địa phương, giúp giảm 192 hộ nghèo, giảm 112 hộ cận nghèo và tăng hộ khá giàu, bình quân hàng năm đạt 3,49%. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung bàn giải pháp phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới nhằm tăng trưởng dư nợ và giữ vững chất lượng tín dụng, góp phần cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua.